Đây, tôi xin chia sẻ với các bạn yêu ảnh tại sao tôi lại hay đoạt giải như vậy. Đó là nhờ tôi biết khai thác cái sự tương phản ở trong nhiếp ảnh. Sự tương phản là gì? À, đó là một cái gì đó ngoài những bức ảnh đẹp, sống động, ý tưởng, mà trong đó nó còn ra nhiều cái tương phản. Có bức ảnh tôi có bốn loại tương phản khác nhau. Đây, sáng tối, động tĩnh, có những trẻ em đang cầu kinh thì có những trẻ em đang giỡn. Sự tương phản về ánh sáng, sáng tối, động tĩnh, đấy như vậy. Những khuôn mặt trẻ thơ thì lại im lìm, còn ông già nếp nhăn thì lại hơi cười cười. Sự tương phản giữa những cái già trẻ, lớn nhỏ, những nếp nhăn và những cái nét ngây thơ của trẻ con, những nụ cười đối lập với những cái sự im lặng. Trong bức ảnh này cũng thấy, các bạn thấy không, ánh sáng, sáng tối, rõ mờ, động tĩnh. Ngoài ra nó còn cái ý tưởng vinh danh người phụ nữ. Người phụ nữ luôn luôn được trân trọng, được mời gọi. Và bức ảnh này đã cho tôi 2 giải thưởng, nhất ở Việt Nam và quốc tế, huy chương vàng quốc tế. Bức ảnh này cũng vậy các bạn. Các bạn để ý nha, có hai chỉ có một dòng nước mắt thôi. À, sự tương phản độc đáo ở đó là một chỉ có một dòng nước mắt thôi. Tôi lấy từ cái ý thơ của nhà nhạc sĩ Hoàng Lê Thơ: nhưng bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng. Thì có thể bắt cô này bị hư thì chỉ chạy được cô bên, nhưng đó cũng là một cái lạ. Đây cũng thấy các bạn, bàn tay đánh đàn mà giống như là đang múa, thể hiện sự sáng tối, rõ mờ, động tĩnh. Và nếu các bạn ngoài những khoảnh khắc đúng lúc, màu sắc, ánh sáng đẹp, thì bức ảnh càng có nhiều sự tương phản, càng nâng bước chân nghệ lên. Đấy, các bạn thấy không? Sáng tối, động tĩnh, rõ mờ, rất nhiều sự tương phản trong bức ảnh này. Và cái động mà ta cảm giác cho nó mờ đó thì tạo nên những khoảnh khắc rất là độc đáo. Đây các bạn thấy không? Hai bàn tay nam nữ, lớn nhỏ, xa gần, nụ cười. Và ý tưởng của nó là hai bàn tay bố mẹ luôn luôn bảo vệ với đứa con. Ảnh này cho tôi khá nhiều giải thưởng các bạn, và đã được Prudential mua để làm cái panel. Đây, đơn giản, cái động này là do các bạn chỉ cần để tốc độ chậm mà thôi. Các bạn để tốc độ chậm thì nó nhẹ, còn chụp rõ tương phản rõ mờ sao không khó. À, thì người ta gọi là chụp xóa phông, cứ mở khẩu độ lớn, dí sát mặt chủ đề thì phía trước rõ. Bức ảnh này các bạn quan sát kỹ nha, cái kẽm gai đen thì trên nền trắng, và cái mầm sống sáng thì ở trên một cái nền sẫm. Mà độc đáo của nó là sự tương phản mặt ý tưởng, hàng rào để ngăn cản, màu đen tương phản với cái mầm sống sáng lên, vươn lên. Giữa sự ngăn cản đó vẫn có mầm sống vươn lên. Đấy, như vậy. À, động tĩnh, sáng tối, hình bóng và những bàn tay để biểu thị cho những con người đang gay cấn, đang gọi là quyết liệt về trong một buổi đá gà. À, thì các bạn thấy trong đó vừa vừa động vừa tĩnh. Đây là sự tương phản giữa già trẻ, lớn nhỏ, xa gần. Và độc đáo nhất là gì? Cái đàn cổ bên cái cassette, bên cái máy ghi âm hiện đại. Bức ảnh được chụp năm 1999, có nghĩa là chụp rất lâu rồi các bạn. Thời đó cassette cũng như là cái tai nghe rất là hiếm hoi, không như bây giờ. À, đây cũng vậy, tương phản giữa sáng tối, lớn nhỏ, còn thể hiện cái gì? Những bàn tay thô ráp của người già đang nâng niu những cái mầm xanh, mầm mới, ở những bàn tay trẻ thơ và những cái mầm non. Ngoài ra còn rất nhiều cái tương phản tỷ lệ, như là một đứa trẻ với một người lớn đông. Khoe các bạn chơi, nhờ những giải thưởng đó, tôi được không chỉ trong nước và được quốc tế cũng biết đến để mời đi chấm thi, mời đi tham gia những cuộc thi chấm thi quốc tế ở Virginia, ở Cali, vân vân. Đấy cũng vậy.
rất nhiều tương phản các bạn. Đứa bé mở miệng mép lên thì được nối lại, còn ông bác sĩ chắc chắn miệng ông không bị sức môi thì ông lại được che lại. Bức ảnh này đã cho tôi một cái giải nhì cuộc thi về trẻ em. Sự tương phản sáng tối, bàn tay nhòe để thể hiện cái động. Đấy, vậy các bạn, những nhà sư đang tụng niệm thì có một ông chụp hình. Ông chụp hình nó cũng không hay bằng cái ông lại rình coi lén coi cái gì trong đó. Tôi chụp rất lâu các bạn. Sự tương phản là gì? Động tĩnh, sự lo ra, vân vân. Ngoài ra các bạn thấy là còn rất nhiều cái sự tương phản của nó. Đây, những trẻ đang ngủ gật thì hai em còn đang học, học hai kiểu, một đứa nhìn lên, đứa nhìn xuống. Thì cái sự tương phản giữa ngủ với thức, sự tương phản giữa sự suy tư của một nhà tu. Nhà tu thường chúng ta sẽ nhìn thấy, ít khi thấy họ đang ưu tư gì đó, nhưng nhà sư này lại đang ưu tư. Và trẻ con thì nó cười, nó giỡn, nhưng mà mấy đứa trẻ này thì lại chuyên năng đọc kinh, vân vân. Có sự tương phản giữa cái hợp lý và lộn xộn, cái không hợp lý và hợp lý. Các nhà sư thường là ít khi đùa giỡn mà lại đùa giỡn như vậy. Đó cũng là một sự tương phản. Và trong sự tương phản đó, thì các bạn, bạn thấy không, những nhà sư lớn tuổi thường rất khó cười. Nhưng ở đây tất cả đều cười, tất cả đều giơ tay nhiều cách. Thì cái động trong cái tĩnh, trong cái tính cách của những người lớn tuổi và nhà sư, nhà tu hành, thì cái nụ cười của họ rất là hiếm hoi. Thì đó là sự tương phản. Và lớn nhỏ, xa gần. Làm thế nào các bạn thể hiện? Đây các bạn coi, tất cả nhà sư đều cười. Hai em bé lại không cười, thường trẻ con hay cười, nhưng nó lại không cười, còn tất cả người cười. Đó là một khoảnh khắc độc đáo mà tôi rất thích. Sự tương phản dữ dội. Đây cũng vậy các bạn. Ngoài những tương phản tôi vừa nói, sáng tối, hình bóng, xa gần, đùa giỡn, tính động, còn có cái ý tưởng áo cà sa không làm nên thầy tu. Và tôi dùng cái miếng vải vàng. Đây, nước lũ thì ngược lại, xe đạp không chạy được mà lại bè chuối chả. Có một sự tương phản cũng vui vui. Đây các bạn thấy những ảnh mờ nhưng có một ảnh vẫn rõ. Đây tôi chụp trong cùng một phim với các bạn nha. Ngày xưa chụp rất là cực, trên màn đèn đen, và tôi dùng flash đánh vô để cho nó rõ nét. Và rất nhiều nhiếp ảnh gia của chúng ta hay dùng những cái đền đất khô nứt nẻ sa mạc để nói là những sự khát nước. Làm thế nào mà cho ta hiểu là người ta đi tìm nước, những cái thùng đã đổ. Đây các bạn thấy là chỉ có ba cái đống chấu thôi, tôi đã chụp ra như đồi cát, và hình với bóng lớn nhỏ xa gần, và sự tưởng tượng của tôi nó thành những cái góc độ giống như cái đồi cát. Và rất nhiều bức ảnh đoạt giải thưởng của tôi, rất nhiều người thắc mắc sao ông này cũng hên quá, thi đâu cũng đậu mà hay đậu được rất nhiều giải. Nhưng mà tôi luôn tìm cái sự đối trọng, cái sự tưởng tượng, cái sự tương phản của nó. Một bà đang gánh bánh bưng nhưng mà vẫn mơ ước gì. Rồi một những nhà sư đang trên một con đường đi thì lại có một nhà sư đi ngược lại, chắp tay sau đít. Một sự tương phản đi và về, tu nữa hay không tu, khoe các bạn chơi. Và nhiếp ảnh đã cho tôi không những tiền bạc vinh dự được đi đây đi đó, làm cho tôi có một cái quỹ tích trữ. Những giải thưởng của tôi rất thích thi những cái giải có tiền các bạn. Tôi có rất nhiều ảnh có thể thi quốc tế, nhưng mà thi quốc tế lại không có tiền, đó là tôi đi chơi thôi, và tôi dừng lại ở đó gác kiếm, thì thích thi chỗ giải nào có nhiều tiền thôi. Còn thi trong nước thì bây giờ đàn em học trò mình khá nhiều, mình không biết dừng lại thì đôi khi nó không hay. Đôi khi chơi chẳng như là anh Vinh Hiền chẳng hạn, học trò tôi hiện nay đoạt rất nhiều giải. Tôi thi với anh mà tôi được giải có gì, mà không được giải nhiều khi lại buồn vui, bắt hay thôi không thi nữa. Tôi được mời đi làm giám khảo trong nước cũng như quốc tế, đó là coi đó là cái niềm vui. Và tiếp tục sáng tác cũng như là gây dấu ấn bằng những bức ảnh, và là thích chia sẻ với những người khác về những cái
niềm vui nhiếp ảnh của mình vậy thôi. Và càng ngày tôi càng thích tìm những cái bài hình ảnh cũ để lưu lại để cho các bạn cùng xem. À, cái bức ảnh nó cũng có nhiều tương phản các bạn, cái axis nó mờ đi, tôi thể hiện cái sự chuyển động của nó bằng cái mờ rõ, sáng tối, xa gần. Và không chỉ những cái ảnh phong cảnh, tôi vẫn có thể hiện được sự lớn nhỏ, xa gần, và tôi dùng Photoshop để làm nó độc đáo hơn. Đấy, vậy các bạn thấy không? Sự tương phản giữa gì lớn nhỏ, những đứa con phơi phơi tập để đi học trong mùa lũ, thì những người cha mẹ lại đang ươm cây con để chuẩn bị cho cái vụ tới. Và các bạn thấy rằng là trong bức ảnh nào của tôi cũng đều cố gắng thể hiện cái sự tương phản của nó. Và nhờ đó các bạn thấy không, tôi đi đâu tôi cũng cố gắng làm quen những cái người có tóc tai dài, những lạ, những khuôn mặt ấn tượng để tôi thể hiện. Và đây là cái sự động bằng cách là lia máy. Bức ảnh này đã cho tôi rất nhiều cái tương phản các bạn, giải không cao nhưng mà tôi rất thích. Mời các bạn xem và ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn yêu ảnh tại sao tôi lại hay đoạt giải như vậy. Đó là nhờ tôi biết khai thác cái sự tương phản ở trong nhiếp ảnh. Sự tương phản là gì? À, đó là một cái gì đó ngoài những bức ảnh đẹp, sống động, ý tưởng, mà trong đó nó còn ra nhiều cái tương phản. Có bức ảnh tôi có bốn loại tương phản khác nhau. Đây, sáng tối, động tĩnh, có những trẻ em đang cầu kinh thì có những trẻ em đang giỡn. Sự tương phản về ánh sáng, sáng tối, động tĩnh, đấy như vậy. Những khuôn mặt trẻ thơ thì lại im lìm, còn ông già nếp nhăn thì lại hơi cười cười. Sự tương phản giữa những cái già trẻ, lớn nhỏ, những nếp nhăn và những cái nét ngây thơ của trẻ con, những nụ cười đối lập với những cái sự im lặng. Trong bức ảnh này cũng thấy các bạn thấy không? Ánh sáng, sáng tối, rõ mờ, động tĩnh. Ngoài ra nó còn cái ý tưởng vinh danh người phụ nữ. Người phụ nữ luôn luôn được trân trọng, được mời gọi. Và bức ảnh này đã cho tôi hai giải thưởng, nhất ở Việt Nam và quốc tế, huy chương vàng quốc tế. Bức ảnh này cũng vậy các bạn. Các bạn để ý nghe, có hai, chỉ có một dòng nước mắt thôi. Sự tương phản độc đáo của nó là một, chỉ có một dòng nước mắt thôi. Tôi lấy từ cái ý thơ của nhà nhạc sĩ Hoàng Nghệ Thơ: nhưng bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng. Thì có thể bắt cô này bị hư thì chỉ chạy được qua bên, nhưng đó cũng là một cái lạ. Đây cũng thấy các bạn, bàn tay đánh đàn mà giống như là đang múa, thể hiện sự sáng tối, rõ mờ, động tĩnh. Và nếu các bạn ngoài những khoảnh khắc đúng lúc, màu sắc, ánh sáng đẹp, thì bức ảnh càng có nhiều sự tương phản, càng nâng bước chân nghệ thuật lên. Đấy, các bạn thấy không? Sáng tối, động tĩnh, rõ mờ, rất nhiều sự tương phản trong bức ảnh này. Và cái động mà ta cảm giác cho nó mờ đó thì tạo những khoảnh khắc rất là độc đáo. Đây các bạn thấy không? Hai bàn tay nam nữ, lớn nhỏ, xa gần, nụ cười. Và ý tưởng của nó là hai bàn tay bố mẹ luôn luôn bảo vệ với đứa con. Ảnh này cho tôi khá nhiều giải thưởng các bạn, và đã được Prudential mua để làm cái panel. Đây, đơn giản, cái động này là do các bạn chỉ cần để tốc độ chậm mà thôi. Các bạn để tốc độ chậm thì nhỏ nhẹ, còn chụp rõ tương phản rõ mờ sao không khó. Thường ta gọi là chụp xóa phông, cứ mở khẩu độ lớn, ghé dí sát mặt chủ đề thì phía trước rõ. Cái ảnh này các bạn quan sát kỹ nha, cái kẽm gai đen thì trên nền trắng, và cái mầm sống sáng thì ở trên một cái nền sẫm. Mà độc đáo của nó là sự tương phản mặt ý tưởng, hàng rào để ngăn cản,
màu đen tương phản với cái mầm sống sáng lên, vươn lên. Giữa sự ngăn cản đó vẫn có mầm sống vươn lên. Đấy, như vậy động tĩnh, sáng tối, hình bóng và những bàn tay để biểu thị cho những con người đang gay cấn, đang gọi là quyết liệt về trong một buổi đá gà. Thì các bạn thấy trong đó vừa vừa động vừa tĩnh, đây là sự tương phản giữa già trẻ, lớn nhỏ, xa gần. Và độc đáo nhất là gì? Cái đàn cổ bên cái cassette, bên cái máy ghi âm hiện đại. Bức ảnh được chụp năm 1999, có nghĩa là chụp rất lâu rồi các bạn. Thời đó cassette cũng như là cái tai nghe rất là hiếm hoi, không như bây giờ. Đây cũng vậy, tương phản giữa sáng tối, lớn nhỏ, còn thể hiện cái gì? Những bàn tay thô ráp của người già đang nâng niu những cái mầm xanh mầm mới, những bàn tay trẻ thơ và những cái mầm non. Ngoài ra còn rất nhiều cái tương phản tỷ lệ, như là một đứa trẻ với một người lớn đông. Khoe các bạn chơi, nhờ những giải thưởng đó tôi được không chỉ trong nước và được quốc tế cũng biết đến để mời đi chấm thi, mời đi tham gia những cuộc thi chấm thi quốc tế ở Virginia, ở Cali, vân vân. Đây cũng vậy, rất nhiều tương phản các bạn. Đứa bé mở miệng mép lên thì được nối lại, còn ông bác sĩ chắc chắn miệng ông không bị sứt môi thì ông lại được che lại. Bức ảnh này đã cho tôi một cái giải nhì cuộc thi về trẻ em. Sự tương phản sáng tối, bàn tay nhòe để thể hiện cái động. Đấy, vậy các bạn, những nhà sư đang tụng niệm thì có một ông chụp hình. Ông chụp hình nó cũng không hay bằng cái ông lại rình có lén có cái gì trong đó. Tôi chụp rất lâu các bạn. Sự tương phản cái gì? Động tĩnh, sự lo ra, vân vân. Ngoài ra các bạn thấy là con còn rất nhiều cái sự tương phản của nó. Đây, những trẻ đang ngủ gật thì hai em còn đang học, học hai kiểu, một đứa nhìn lên, đứa nhìn xuống. Thì cái sự tương phản giữa ngủ với thức, sự tương phản giữa sự suy tư của một nhà tu. Nhà tu thường chúng ta sẽ nhìn thấy, ít khi thấy họ đang ưu tư gì đó, nhưng nhà sư này lại đang ưu tư. Và trẻ con thì nó cười, nó giỡn, nhưng mà mấy đứa trẻ này thì lại siêng năng đọc kinh, vân vân. Nó sự tương phản giữa cái hợp lý và lộn xộn, cái không hợp lý và hợp lý. Các nhà sư thường là ít khi đùa giỡn mà lại đùa giỡn như vậy. Đó cũng là một sự tương phản. Và trong sự tương phản đó thì các bạn bạn thấy không, những nhà sư lớn tuổi thường rất khó cười, nhưng ở đây tất cả đều cười, tất cả đều giơ tay nhiều cách. Thì cái động trong cái tĩnh, trong cái tính cách của những người lớn tuổi và nhà sư, nhà tu hành, thì cái nụ cười của họ rất là hiếm hoi. Thì đó là sự tương phản. Và lớn nhỏ, xa gần, làm thế nào các bạn thể hiện? Đây các bạn coi, tất cả nhà sư đều cười, hai em bé lại không cười. Thường trẻ con hay cười nhưng nó lại không cười, còn tất cả người cười. Đó là một khoảnh khắc độc đáo mà tôi rất thích. Sự tương phản dữ dội. Đây cũng vậy các bạn, ngoài những tương phản tôi vừa nói, sáng tối, hình bóng, xa gần, đùa giỡn, tĩnh động, còn có cái ý tưởng áo áo cà sa không làm nên thầy tu, và tôi dùng cái miếng vải vàng. Đây, nước lũ thì ngược lại xe đạp không chạy được mà lại bè chuối chở. Có một sự tương phản cũng vui vui. Đây, bạn thấy những ảnh mờ 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 nhưng có một ảnh vẫn rõ. Để tôi chụp trong cùng một phim với các bạn nha. Ngày xưa chụp rất là cực, trên màn hình đen, và tôi dùng flash đánh vô để cho nó rõ nét. Và rất nhiều nhiếp ảnh gia của chúng ta hay dùng những cái đền đất khô nứt nẻ sa mạc để nói là những sự khát nước. Làm thế nào mà cho ta hiểu là người ta đi tìm nước ở những cái thùng đã đổ. Đây các bạn thấy là chỉ có ba cái đống trấu thôi, tôi đã chụp ra như đồi cát, và hình với bóng, lớn nhỏ, xa gần, và sự tưởng tượng của tôi nó thành những cái góc độ giống như cái đồi cát.
và rất nhiều bức ảnh của đoạt giải thưởng của tôi. Rất nhiều người thắc mắc sao ông này ông hên quá, thi đâu cũng đậu mà hay đậu được rất nhiều giải, nhưng mà tôi luôn tìm cái sự đối trọng, cái sự tưởng tượng, cái sự tương phản của nó. Một bà đang gánh bánh bưng nhưng mà vẫn mơ ước gì, rồi một những nhà sư đang trên một con đường đi thì lại có một nhà sư đi ngược lại, chắp tay sau đít, một sự tương phản đi và về. Tu nữa hay không tu, khoe các bạn chơi. Và nhiếp ảnh đã cho tôi không những tiền bạc, vinh dự được đi đây đi đó, làm cho tôi có một cái quỹ tích trữ. Những giải thưởng của tôi rất thích thi những cái giải có tiền các bạn. Tôi có rất nhiều ảnh có thể thi quốc tế nhưng mà thi quốc tế lại không có tiền, đó là tôi đi chơi thôi và tôi dừng lại ở đó gác kiếm, thì thích thi chỗ giải nào có nhiều tiền thôi. Còn thi trong nước thì bây giờ đàn em học trò mình khá nhiều, mình không biết dừng lại thì đôi khi nó không hay. Đôi khi chơi chẳng như là anh Vinh Hiền chẳng hạn, học trò tôi hiện nay đoạt rất nhiều giải. Tôi thi với anh mà tôi được giải cái gì mà không được giải, nhiều khi lại buồn vui bắt hay thôi không thi nữa. Tôi được mời đi làm giám khảo trong nước cũng như quốc tế, đó là coi đó là cái niềm vui. Và tiếp tục sáng tác cũng như là gây dấu ấn bằng những bức ảnh, và là thích chia sẻ với những người khác về những cái niềm vui nhiếp ảnh của mình vậy thôi. Và càng ngày tôi càng thích tìm những cái bài hình ảnh cũ để lưu lại để cho các bạn cùng xem. Cái bức ảnh nó cũng có nhiều tương phản các bạn, cái action nó mờ đi, tôi thể hiện cái sự chuyển động của nó bằng cái mờ rõ, sáng tối, xa gần. Và không chỉ những cái ảnh phong cảnh, tôi vẫn có thể hiện được sự lớn nhỏ, xa gần, và tôi dùng Photoshop để làm nó độc đáo hơn. Đấy, vậy các bạn thấy không? Sự tương phản giữa gì lớn nhỏ, những đứa con phơi phơi tập để đi học trong mùa lũ, thì những người cha mẹ lại đang ươm cây con để chuẩn bị cho cái vụ tới. Và các bạn thấy rằng là trong bức ảnh nào của tôi cũng đều cố gắng thể hiện cái sự tương phản của nó. Và nhờ đó các bạn thấy không, tôi đi đâu tôi cũng cố gắng làm quen những cái người có tóc tai dài, những lạ, những khuôn mặt ấn tượng để tôi thể hiện. Và đây là cái sự động bằng cách là lia máy. Bức ảnh này đã cho tôi rất nhiều cái tương phản các bạn, giải không cao nhưng mà tôi rất thích. Mời các bạn xem và ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.